Xin chào các bạn. Trước mặt các bạn đây là bụi lan Cattleya ấy, gọi Việt Nam là Cattleya đấy, nguyên bản mới được mình mang từ rừng về. Đẹp không? Đấy. Nguyên bản nha các bạn. Mới được mang từ rừng về, hàng độc cho các anh em nào chơi con lan đây. Đấy, nguyên bản mà. Chơi không cần chăm sóc hết, để chơi thôi. Gallery của em nó là 500.000 dành cho các bạn nào mà mê thích chơi hàng độc. Chống chỉ định cho những bạn mà không yêu mà nói lời cay đắng. Nha các bạn. Bụi Cattleya. Đấy, loại này ra hoa rất đẹp. Mới được mang từ rừng về nguyên bản. Bây giờ các bạn không? Nguyên bản nha các bạn. Rất đẹp. Cái hoa chung. Giá đi của em nó là 500.000. Chưa tính tiền ship nha các bạn. Còn nếu các bạn mua 1-2 cây về các bạn trồng thì bình thường thôi, nhưng mà đây là nguyên bản từ rừng về. Đẹp dài. Bạn nào thích chơi hàng độc, cái này lại chỉ dành cho bạn nào thích chơi hàng độc thôi. Nguyên bản. Nha, nếu các bạn thích chơi hàng độc thì liên hệ với mình ngay và luôn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.